Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tả bài chung có chủ đề điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn và thông điệp của vũ trụ dành cho bạn tại thời điểm này. Nghĩa là cái thông điệp dành để giải quyết những cái vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Tên chủ đề có thể thay đổi sau khi mình trả bài xong. Tả bài này sẽ gồm có hai nội dung. Một đó là chúng ta đi check xem là cái điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta và cách xử lý nó như thế nào. Trước mặt các bạn là ba lá bài đại diện cho ba tụ bài từ trái sang phải 1, 2, 3. Các bạn có thể dừng màn hình lại, chọn cho mình một lá bài các bạn cảm thấy liên kết. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài số 1. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 1. Ở trả bài đầu tiên mình sẽ check xem là cái điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của các bạn nhé. Trong quá trình rút bài thì mình sẽ dừng màn hình lại. Điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của các bạn? Mình cảm thấy ở những người chọn tụ bài số 1 ấy, dường như có một tình yêu mới vừa xuất hiện trong cuộc sống của các bạn. Chỉ có điều là tình yêu này nó là một tình yêu do người khác mang đến, nghĩa là một đối tượng bên ngoài hay chính là tình yêu bên trong nhá. Đấy thì trước hết là chúng ta cứ xem đã, rồi lát nữa chúng ta sẽ xét xem đó là tình yêu nào. Pair shot mà cái tình yêu này nó dựa trên cái sự thay đổi mặt tâm trí của các bạn, có nghĩa là không phải tự nhiên mà nó xuất hiện, mà nó dựa trên năng lượng của pair shot. Có nghĩa là các bạn nhìn thấy hình ảnh của một cái cậu bé đang đọc một cuốn sách và cậu ta ngộ ra cái điều gì đó. Bạn hiểu không ạ? Nhìn lá bài này các bạn có thể hiểu được cái tình yêu đó nó đến từ đâu. Temperance, và mình thấy khi bạn xác định được cái tình yêu nó đến từ bên trong, mình cảm thấy 80% là tình yêu từ bên trong, thì tự nhiên bạn cảm thấy cân bằng đó, bạn cảm thấy temperance, năng lượng của sự cân bằng. Hoặc là có một đối tượng nào đó họ xuất hiện trong cuộc sống của bạn và họ khiến cho bạn lấy lại được cân bằng, có nghĩa là họ giống như là từ khi họ xuất hiện trong cuộc sống của bạn ấy, họ giúp bạn nhận ra cái tâm trí của bạn, khai mở nhận ra và bạn lấy lại được cân bằng. Thì bởi vì là trả bài chung cho nên là sẽ có hai cái luồng năng lượng như thế. Mình thấy đây là cái khoảng thời gian Nine of Cups, bạn cảm thấy rất là vui vẻ, bình yên đó. Tám kiếm, đôi khi nhìn về những cái khoảng thời gian bạn là con hổ bị trói chân, có nghĩa là cái khoảng thời gian khó khăn nó đại diện cho năng lượng của khó khăn, của những bế tắc ấy, thì bạn nhận ra rằng nó là những trải nghiệm để giúp bạn nhìn thấy cuộc đời, nhìn thấy cái hành trình của mình một cách rõ ràng hơn. Năng lượng star giống như là bạn được khai ngộ, bạn nhận ra một cái vấn đề nào đó, nó tràn đầy cái niềm vui và hân hoan. Bởi vì giống như khi chúng ta đang đi trên một con đường, ta gặp một cái ách tắc, ta dọn được cái ách tắc đó đi, thì không những con đường của chúng ta thông mà ta lại còn nhận ra được một cái gì đó từ cái sự ách tắc đó, thì đó chính là star. Và hiện tại năng lượng của Four of Wands thì mình nghĩ rằng ở đây có những người vừa gặp một mối quan hệ các bạn nhé. Các bạn vừa gặp một mối quan hệ, các bạn vừa gặp một đối tượng mà bạn cảm thấy tràn ngập tình yêu và niềm vui, và bạn cảm thấy họ giống như là Four of Wands của bạn. Trong Tarot ấy, năng lượng của Four of Wands là năng lượng của cái giống như là một cái tình yêu mà theo kiểu giống như là nó là tình yêu linh hồn ấy, nó là sự trọn vẹn cả về tinh thần lẫn thể xác. Hoặc đơn giản các bạn nhìn vào lá bài này, các bạn cảm thấy đây là một ngôi nhà bình yên cho một con ngựa sau những chặng dài rong ruổi các bạn nhé. Đó, có năng lượng như thế. Một, đó là chính năng lượng của bản thân bạn, bạn tự tạo ra tình yêu tự thân cho bản thân bạn. Và hai, đó là một tình yêu nào đó xuất hiện trong cuộc sống của bạn và họ có cái năng lượng giống như mình đang nói. Nhìn vào cái lá bài này, năng lượng của The World, bạn sẽ thấy một ngôi nhà đó. The World là lá bài số 21, là cái chặng cuối cùng. Nếu trong hành trình của một con người thì khi xuất hiện The World có nghĩa là các bạn đến chặng cuối rồi, được nghỉ ngơi rồi, được trở về nguồn rồi. Còn dựa vào lá bài này đó là các bạn đã được nghỉ ngơi, đến một ngôi nhà bình yên rồi. Vậy thì cái sự bình yên này nó có hai năng lượng chính. Một, đó là do bạn chính bạn tạo ra, bạn bình yên trong chính ngôi nhà tâm hồn của bạn. Hai là bạn gặp một mối quan hệ cho bạn một cái năng lượng này nhá. Đó, vậy thì ở trạng thái chung thì mình rất là khó để phân biệt được là đây là tình yêu tự thân hay là tình yêu của các bạn, bởi vì nó sẽ có những nguồn năng lượng khác nhau đó. Vậy thì chúng ta đang ở câu hỏi đó là cái vũ trụ đang sắp xếp cái điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của các bạn. Vậy thông điệp cho bạn trong cái câu chuyện này là như thế nào đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ đến trả bài thứ hai, đó là cái điều đang diễn ra là như thế. Vậy thì mình sẽ dùng cái câu hỏi thứ hai, đó là cái thông điệp cho bạn trong tình huống này, trong hoàn cảnh này là gì.
Các bạn chú ý cho mình là cái điều đang diễn ra. Vậy thì ở đây cái hình ảnh của một cái cậu bé đang đọc một cuốn sách ấy, nó đại diện cho cái suy nghĩ, thì có thể là cái điều đang diễn ra là tình yêu bản thân của bạn, hoặc là một đối tượng nào đó mang tình yêu đến cho bạn, hoặc bạn nghĩ về một câu chuyện tình yêu nào đó nhé. Có ba cái nguồn năng lượng đó. Rồi bây giờ mình sẽ xem là cái thông điệp dành cho cái năng lượng này trong cái cho cái tình huống này là như thế nào. Mình thấy ở đây có cả năng lượng của cái việc là đây là một mối quan hệ đã cũ, của một người nhìn về cái mối quan hệ đã từng rất bình yên, rất đẹp như thế. Mình thấy năng lượng của nam nhá. Đấy, ở đây sẽ có những người mà các bạn đang có cái năng lượng này và sau này tương lai sẽ là năng lượng này, và có cả những người mà cái trả bài lúc nãy ấy, nó chính là quá khứ của các bạn, những điều đã diễn ra và bây giờ bạn đang nghĩ lại. Bạn hiểu vấn đề không ạ nhá? Đó, các bạn xác định rõ ràng cho mình là như thế. Năng lượng của ba kiếm và ba cốc, mình thấy hình ảnh của một người đàn ông. Đây, năng lượng của King of Wands, ông ta nhìn về về cái mối quan hệ này, vừa có nỗi đau, vừa năng lượng của ba kiếm ấy, ông ta nhìn về nỗi đau, về những tổn thương do mối quan hệ này gây ra. Năng lượng của ba cốc giống như ông ta hiểu rằng, ông ta hiểu ở đây ba cốc có thể là một mối quan hệ ba người, ví dụ ông ta có vợ, thay vì ông ta có gia đình rồi, rồi ông ta gặp một người ông ta yêu thương, có cái năng lượng của pho ở qua đấy đó, và sau đó thì ông ta không thể vượt qua được, ông ta nhìn về về phía nó với cái nỗi buồn, nỗi đau, những cái tổn thương, và ông ta năng lượng của hermit hoặc là đối tượng thứ ba, có nghĩa là cái mối quan hệ này nó có yếu tố thứ ba xen vào, bất kể cái yếu tố gì xen vào để ngăn cản cái mối quan hệ này, nó khiến cho mối quan hệ này không thể phát triển được, thì nó đều là ba cốc các bạn nhé. Và hay mình ở đây mình thấy có năng lượng là ông ta trầm ngâm nhìn về cái mối quan hệ đó, nhìn về cái con đường đó, con đường tình yêu đó, và có xu hướng hay mình có nghĩa là suy nghĩ, nghiên cứu về nó, chiêm nghiệm về nó, thậm chí suy ngẫm rất là nhiều. Hai kiếm tự hỏi một điều, đó là cuối cùng thì như thế nào, nên hãy quên nó đi. Năng lượng của năm cốc là hãy quên nó đi, theo kiểu giống như là mình có cảm giác như đây là những mối quan hệ đang có sự ngắt, ngừng ngắt kết nối. Và bây giờ ông ta nhìn về cái mối quan hệ đó với một cái câu hỏi là thôi, đã đổ rồi, hãy để cho nó đổ luôn đi, chịu đựng một chút nữa thôi rồi nó sẽ qua. Ở đây có cả những người nghĩ là chịu đựng một chút nữa thôi rồi nó sẽ qua, có cả những người nghĩ về cái sự ngừng ngắt kết nối này và cảm thấy rằng mọi thứ đã đổ vỡ rồi đó, có cả những người đứng suy nghĩ rằng, trầm ngâm suy nghĩ rằng mình có nên bắt đầu lại hay không đó. Và ở đây mình nghĩ cái phần nhiều là cái người đàn ông này, ông vua sư gậy này, tự hỏi một điều là cái tình yêu này liệu có thể lên lại, có thể giống như là nó còn có thể cháy sáng lại một lần nữa hay không, thắp sáng một lần nữa hay không, hồi sinh lại được được hay không nhá. Và ông ấy đây, ông đang ngồi ông suy nghĩ về cái điều đó. Vậy thì qua hai cái trả bài này chúng ta nhìn thấy cái vấn đề gì đây ạ? Chúng ta nhìn thấy một mối quan hệ có cái năng lượng là đã từng rất vui vẻ, đã hoặc là đang nhá, bởi vì trả bài chung nên mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, các bạn chọn lựa cái điều gì phù hợp cho tình hình thực tế của các bạn. Có nghĩa là đã từng hoặc đang có một cái mối quan hệ đẹp như thế, tràn đầy tình yêu và niềm vui như thế, nhưng cuối cùng nó đổ vỡ. Nó có năng lượng của ba kiếm vì cái ba xương cốc này, và hiện tại cái ông này ông đang suy nghĩ như thế, thì đó chính là cái nội dung của cái vấn đề này nhá. Đó, vậy thì ở trả bài số 3 mình sẽ đặt một cái câu hỏi tiếp, đó là vậy thì cái diễn biến tiếp theo, có nghĩa là cái mà vũ trụ thiết kế cho bạn, hoặc là cái lựa chọn linh hồn của bạn ấy, thì chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi đó là vậy thì diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này như thế nào nhá. Diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này như thế nào? Mình thấy cái diễn biến tiếp theo của mối quan hệ này đây, ở hai đầu nỗi nhớ. Mình nghĩ là cái mối quan hệ này nó có năng lượng của giấy vơ là năng lượng của thổ tinh, nó còn năng lượng của bài học, hay còn gọi là duyên nợ đấy, dân gian hay gọi là duyên nợ. Còn theo tâm linh thì nghĩa là chúng ta có một lời hứa, một cái hẹn ước nào đấy và chưa xong, theo kiểu chưa chưa, chưa hoàn trả được, chưa hoàn thành cái lời hứa đấy, chưa hoàn thành cái hẹn ước đấy, hoặc là các bạn cam kết, các bạn học một khóa học rồi các bạn thi tốt nghiệp nhưng mà các bạn chưa tốt nghiệp được, thì các bạn cứ ở đó thôi, rời world. Và giống như đây, giữa hai đầu nỗi nhớ đây, ở bên này là Queen of Cups, ở đây là King of Wands, nghĩa là cái người nữ này dù các bạn có rời đi chăng nữa thì cuối cùng cái người nữ này trở đi trở lại vẫn dành cái tình yêu cho cái người nam này. Còn cái người nam này dù có cảm thấy khó khăn đến bao nhiêu đến chăng nữa rồi cuối cùng cũng cứ hướng về cái người nữ này. Và ở giữa là chớp tịt, nó có một cái năng lượng các bạn cần phải vượt qua, một bóng tối, một thử thách nào đó giống như con sói này các bạn cần phải vượt qua.
Và hiện tại năng lượng của The Moon, mình thấy ấy, cái bóng tối này, cái nỗi sợ này, nó chỉ năng mang năng lượng của The Moon thôi, nó là những tổn thương trong tiềm thức. Các bạn cứ tưởng tượng như là nếu như cái mối quan hệ này nó có yếu tố thứ ba xen vào, ví dụ cái yếu tố thứ ba làm cho bạn cảm thấy sợ chẳng hạn, vậy thì cái nỗi sợ này nó chính là rác ở trong tiềm thức để yêu cầu các bạn phải thanh tẩy, phải chuyển hóa nó đi. Tình yêu nó chỉ là phương tiện để bạn nhìn thấy vấn đề của bạn thôi. Còn nếu như là mối quan hệ ba cốc ấy, thì ở đây thì mình mối quan hệ ba người thì các bạn phải trả bài riêng với rõ, với có thể rõ ràng được. Nhưng khi mình trả bài cho những người có mối quan hệ ba người thì mình đều thấy họ đến để họ giúp nhau cởi bỏ một bế tắc, một cái gì đó chưa hoàn thành. Ví dụ ở kiếp trước họ cũng đã từng rơi vào mối quan hệ ba người và họ không thể đến với nhau được, và họ ôm cái năng lượng đấy, gọi là nhà Phật gọi là nghiệp lực đấy. Đấy, họ ôm cái nghiệp lực đấy và cuối cùng họ lại tái sinh trở lại, bởi vì những cái gì chưa giải quyết xong thì lại gặp lại thôi, cứ luân hồi như thế thôi. Rồi có những người yêu theo kiểu giống như là đã từng là vợ chồng này, xong rồi đến lúc chia tay ở cái cõi tạm này thì lại quyến luyến nhau và cuối cùng lại gặp lại. Có cả những người yêu thầm trộm nhớ nhưng không dám sống với tình yêu của mình rồi lại gặp lại. Nó rất nhiều vấn đề, thì chỉ có trả bài riêng các bạn mới nhìn thấy được cái vấn đề này. Còn trong trả bài chung thì mình chỉ có thể nói đến đây, nó là rác ở tiềm thức. Vậy cái rác này các bạn có đủ tinh tế, nếu bạn đủ sáng suốt để bạn nhận ra nó là cái gì để bạn tự chuyển hóa nó đi thì tốt, còn không bạn có thể liên hệ trả bài riêng nhá. Đó là cái điều mình muốn trao đổi với các bạn. Rồi năng lượng của ba xu, mình thấy có cái vấn đề, có nghĩa là có lẽ là bởi vì cái sự mắc kẹt, cái năng lượng của The Moon là cái sự mắc kẹt này này đó, nó tạo thành yếu tố thứ ba hoặc là mối quan hệ ba người. Ví dụ như thế này, bạn với họ mỗi một kiếp sống chúng ta có một bài học, một cái duyên khác đúng không, hết duyên rồi mà chúng ta lại vẫn cứ nhung nhớ thì nó sẽ tạo thành cái mắc kẹt được The Moon thôi. Rồi cuối cùng tạo thành mối quan hệ ba người, có nghĩa là ta có vợ có chồng mà ta vẫn cứ lưu luyến nhau đúng không, hoặc một cái bài học, một cái vấn đề nào đấy nó là ba xu. Và nó tạo thành 10 kiếm, nó tạo thành cái ngăn cách. 10 kiếm ở đây là một nỗi đau, một sự tổn thương, một nỗi sợ ngăn cách chúng ta đến bên nhau. Và vì thế chúng ta cứ như thế này, chúng ta ở đây có nghĩa là mình nói năng lượng của người nữ và người nam, bởi vì mình đang đóng vai để miêu tả về mối quan hệ này mà. Đấy, vậy thì các bạn sẽ thấy rằng chính cái sự mắc kẹt này sẽ tách các bạn ra, giống như ở hai đầu nỗi nhớ, rõ ràng vẫn nghĩ về nhau, vẫn hướng về nhau, nhưng mà chỉ hướng về mặt tâm tưởng thôi. Còn về mặt hành động của các bạn, cái mặt gọi là cái hành động tại thực tế 3D này thì rơi vào im lặng các bạn nhé. Đó, vậy thì thông điệp của tụ bài số 1 là như thế. Vậy thì bạn, một là bạn tự nhận ra vấn đề của mình, bạn tự dọn rác đi đó. Hai là bạn có thể chọn trả bài riêng, đó là tùy bạn, tùy vào cái điều kiện của bạn. Còn cái dọn rác ở đây thì các bạn nhớ cho mình này, hãy cố gắng để nhìn xem bên trong cái tâm của mình nó là cái gì, hãy ghi nó ra, hãy xử lý nó, hãy chuyển hóa nó. Còn nếu như bạn muốn nghe một câu chuyện cụ thể là hiện tại cái người này họ suy nghĩ gì, họ nghĩ thế nào, cái vấn đề vướng mắc của hai người ra sao, giải quyết nó như thế nào một cách rõ ràng cụ thể thì các bạn chọn trả bài riêng. Còn trả bài chung với thông điệp hướng dẫn thì mình mong là đến đây các bạn có thể hiểu được vấn đề của bạn nhá. Rồi thông điệp của tụ bài số 1 có thể dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ, chia sẻ và đồng hành cùng với mình. Kênh mình không, mình rất là mong các bạn giúp mình phát triển kênh một cách tự nhiên bằng cách là các bạn đăng ký kênh giúp mình, nếu chưa đăng ký tặng mình nốt like và comment để phát triển kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Chúng ta đang ở chủ đề điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của các bạn và thông điệp cho vấn đề đó. Đấy, bây giờ mình sẽ rút trả bài đầu tiên để xem là cái điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Trong lúc rút bài thì mình xin phép dừng màn hình lại. Mình thấy ở đây phần lớn đều là mối quan hệ tình yêu các bạn ạ. Còn nếu công việc thì mình nghĩ rằng là mình sẽ nói về công việc trước này, rồi sau đó mình sẽ nói về tình yêu này. Công việc thì mình nghĩ là các bạn đang đứng trước một cái sự băn khoăn là không biết có nên hợp tác với một người nào đó không, bởi vì mình nhìn thấy cái năng lượng này rất là rõ nhé. Có nên hợp tác hoặc là có nên tiếp tục chờ đợi hoặc là mong ngóng một cái gì đó hay không, các bạn đang đứng trước cái năng lượng đó. Còn về tình yêu này, mình thấy các bạn có một mối quan hệ của bốn gậy four of one vẽ hình. Các bạn chỉ tưởng tượng đơn giản là cái gì đó là bình yên nhất sau một ngày dài rong ruổi, những tháng ngày rong ruổi, thì con ngựa này nó đang được sống trong một cái năng lượng của bình yên trọn vẹn nhất đối với bản thân nó, thì đó chính là four of one đấy. Và hiện tại bây giờ cái mối quan hệ này, cái mối quan hệ mang năng lượng này này đang rơi vào năng lượng của ba xu, nghĩa là ở đây các bạn tưởng tượng cái lá bài này, các bạn sẽ nhìn ra vấn đề này.
cùng một công việc mà người này muốn thế này, người kia muốn thế kia, và nó tạo thành thành sự rắc rối đúng không ạ? Đấy, vậy thì các bạn liên tưởng đến cái vấn đề gì rồi đúng không? Đấy, mối quan hệ ba người hoặc yếu tố thứ ba xen vào và các bạn không xử lý được hai kiếm, có nghĩa là cứ lằng nhằng giống như hai con rắn này, nó bò đi bò lại, cuối cùng nó chạm mặt vào nhau đấy, và cuối cùng nó không thoát ra được. Na ở quan, chính cái điều này khiến cho các bạn rất mệt mỏi. Mình liên tưởng đến một mối quan hệ có một vấn đề yếu tố thứ ba, hoặc là yếu tố thứ ba, bất kể một cái yếu tố nào liên quan đến để các bạn không thể giải quyết được vấn đề của mình, không thể đến được với nhau, nó đều là yếu tố thứ ba hoặc là mối quan hệ ba người. Và ở đây mình thấy có một người Nine of Wands, như là năng lượng của Nam ý, cứ luẩn quẩn mãi trong một cái tình huống không thể thoát ra được. Trong đấy có cả nỗi sợ, có cả sự đề phòng, có cả cái sự ngại ngần, cứ tần ngần. Thì lúc này năng lượng nữ họ là một khuynh sót, có nghĩa là giống như họ chờ mãi không được thì họ trở nên lạnh lùng. Khuynh sót thường nói với một người phụ nữ rất là thông tuệ, thông minh, lý trí, quyết đoán. Và thường với năng lượng này thì nếu như không giải quyết được vấn đề thì xử lý, dừng lại, ngắt kết nối, tìm cách để giải quyết vấn đề khác. Đối với năng lượng của khuynh sát thì chẳng có cái gì làm khó được cô ấy cả, đúng không? Cô ấy cảm thấy bế tắc, hoặc là các bạn cứ tưởng tượng năng lượng của khuynh sát là một năng lượng rất là quyết liệt, giống như một quan điểm thế này này, nếu mà tốt thì tiếp tục, không tốt thì dừng lại, đúng không? Nếu tệ quá thì cắt. Đấy, theo cái kiểu giống như thế, khuynh sát chính là như thế. Một năng lượng rất là thông minh, trí tuệ, nhìn thấu suốt tất cả mọi vấn đề. Và khi bà ấy nhìn thấu suốt mọi vấn đề rồi thì cảm thấy được thì làm, không được thì thôi, và cắt đứt, không có cái lằng nhằng gì hết. Đó chính là năng lượng của khuynh sát. Khuynh sát trong cái bộ bài này nó biểu tượng cho cái lá bài biểu tượng cho một người, một bà già, theo kiểu giống như là bà Vonga ấy, theo kiểu người thông tuệ, thông thái, hầu như không có cái gì có thể che giấu được bà ấy. Khuynh sát nó chính là như thế, nhìn nó rất xấu nhưng mà nó mang cái vẻ đẹp của trí tuệ, sự từng trải và khôn ngoan các bạn nhé. Đời trai đó có nghĩa là bà này, mình đọc, mình nhìn thấy cái lá bài này, mình thấy một cái năng lượng của cái việc là cái chuyến xe mà theo kiểu là đi, các bạn nhìn cái cảnh hình ảnh hai con ngựa ngược chiều nhau, gọi là cái chuyến xe đi về tương lai ấy. Đồ trai rớt là cái năng lượng của một cái con hai con ngựa, nó đang tìm cái đường, nó hướng về tương lai, chuyến xe hướng về tương lai, nhưng mà cuối cùng nó rơi vào bốn kiếm, có nghĩa là bởi vì có yếu tố thứ ba xen vào đấy, giống người ta vừa mới nói, cho nên là cái chuyến xe này tưởng đã định sẵn rồi, giống như hai con ngựa người ta vẽ biểu tượng thôi, tưởng như mọi thứ đã lên kế hoạch cả rồi, thì cuối cùng nó có sự dừng lại. Và bởi vì sự dừng lại ở đây có thể là do cái bà khuynh sát này với một năng lượng quyết liệt rõ ràng này, thì bà ấy thấy rằng không đi đến đâu cả. Giống như ở đây đầu ra lớn còn mang cái năng lượng của cái con ngựa, hai con ngựa, một con thì quay đầu bên này, một con thì quay đầu bên kia, bởi vì quay đầu bên này quay đầu bên kia không thể giải quyết được thì cắt. Đó, năng lượng là như thế nhá. Đấy, mình thấy một câu chuyện dù là công việc hay tình yêu thì cũng có cái năng lượng là giải quyết không được thì cắt. Đó, mình thấy khuynh sát là như thế. Đấy, cái điều đang diễn ra, cái người nữ khuynh sát là như thế. Vậy thì mình sẽ dùng một bộ bài khác để mình xem là vậy thông điệp cho cái tình huống này là như thế nào, thông điệp cho tình huống này là như thế nào. Ở tụ bài, lúc trả bài vừa rồi chúng ta đang đứng trước một cái năng lượng là không được thì cắt, đúng không? Đấy, do một năng lượng khuynh sát ra quyết định như thế. Và có lẽ bởi vì nếu khuynh sát, cái năng lượng của cắt ấy là nhân, thì kết quả đó là 10 kiếm, mối quan hệ có thể chạm đến cái vạch đích đau khổ đến tận cùng, hoặc là có cái sự ngắt kết nối, chia xa, dừng lại cho một người đau đến tận cùng, 10 kiếm. Hoặc là cuối cùng thì cái mối quan hệ theo diễn tiến của nó thì nó chạm vạch, chạm đích ở 10 kiếm. Và ba xu, có một người họ quay trở về, họ sửa sang. Như là các bạn cứ tưởng tượng như người nào là cái người mà họ quyết định dừng lại ấy, họ quay về năng lượng của ba xu. Ba xu ở cái lá bài này vẽ hình một cái người họ đang sửa cái đồng xu, nghĩa là họ sửa sang lại. Họ cảm thấy rằng cái gì, cái nguyên nhân nào dẫn đến 10 kiếm và nguyên nhân ở đâu thì họ xử lý ở đó. Ví dụ ở trong năng lượng của hai mối quan hệ, của hai người trong một mối quan hệ, mà cái lý do người nữ cứ chờ đợi người nam mãi chẳng hạn, đấy, thì cuối cùng cái người nữ này họ nhận ra rằng cái vấn đề cần chỉnh sửa đây là gì, đó là hãy chỉnh sửa sự phụ thuộc, sự hy vọng và chờ đợi đi. Họ tập trung vào cuộc sống của họ, họ không cần nữa. Năm kiếm quyết định rời đi, ngừng tiếng súng ở đây nhá. Đấy, và còn một người thì sau khi người kia rời đi rồi thì cứ ngồi có năng lượng của mong ngóng, năng mong ngóng cái nhìn về một nơi xa, tưởng tượng đến năng lượng của sáu kiếm, nghĩa là cái nỗi nhớ ấy, cái năng lượng của nỗi nhớ, năng lượng của cái sự tiếc nuối. Lửa hai đô phần có nghĩa là đôi khi cứ tự hỏi về, ở đây mình thấy cái năng lượng là, ở đây mình thấy có một cái nguồn năng lượng là
cái người nam này này, cái người mà để khiến cho người nữ họ quyết định họ phải rời đi ấy, là tám gậy là đại diện cho cái năng lượng là theo kiểu một là xa, khoảng cách xa xôi về mặt địa lý, một khó khăn nào đấy, bất kỳ một khó khăn nào đấy khiến cho mối quan hệ, khiến cho anh ta cứ ngập ngừng, và cuối cùng cái người nữ này rời đi. Thì sau khi người nữ rời đi thì anh ta có năng lượng của hoài niệm các bạn nhé, hoài niệm, nghĩ về những ngày tháng cũ, nghĩ về những cái thời gian chúng ta ở bên nhau, chúng ta chia sẻ với nhau, hoặc là nghĩ về tương lai là chúng ta nếu như vượt qua được cái khó khăn này thì chúng ta sẽ có năng lượng của sáu cốc như thế này, đấy sẽ có một mối quan hệ. Rồi hai đầu phần nó còn đại diện cho một cái năng lượng là một mối quan hệ có cái sự cam kết đấy, nhưng bây giờ bốn kiếm thì nó xa mất rồi đấy, liệu còn có thể làm lại được hay không? Đó, năng lượng của cái người nam này đó, cái người nào họ nghĩ như thế. Vậy thì mình sẽ xem cái câu hỏi thứ ba, cái vấn đề thứ ba là vậy thì cuối cùng cái mối quan hệ này nó như thế nào, mình sẽ xem là nó có diễn tiến như thế nào ra sao nhá. Mối quan hệ này thế nào ra sao, mình thấy như thế này. Ở đây chỉ có một câu nói thôi, có một cái từ khóa thôi. Đấy là đến thì dùng một từ khóa thì không chuẩn, nhưng nó có ý như thế này. Khi mà ở bên nhau, tương tác với nhau thì cứ ngại, nhưng mà khi xa nhau rồi thì nuối tiếc và nhớ nhung. Đó, mình thấy có năng lượng đó. Luôn có năng lượng của một người nghĩ về cái 10 xu, 9 cốc ở đây, nghĩ về 10 xu, nghĩ về 9 cốc, nghĩa là nghĩ về cái khoảng thời gian chúng ta đã từng rất là vui vẻ và đầm ấm ở bên nhau. Thì ở đây có thể các bạn đã là vợ chồng, sau đó thì theo kiểu là trục trặc rồi chia tay, ly hôn, ly thân đấy, hoặc là một mối quan hệ yêu rồi vì một khoảng cách nào đó rồi chia xa. Bất kể một cái mối quan hệ tình yêu nào, nhưng mà dù là vợ chồng hay là tình yêu mà chia xa thì cũng đều có cái năng lượng này, đó là nhớ về cái khoảng thời gian mà chúng ta đã từng rất là vui vẻ đầm ấm ở bên nhau. Năng lượng của chất mình, giống như ở đây chất mình có một cái cho mình một cái cảm nhận, đó chính là một cái sự tiếc nuối, bởi vì nó đi liền với bảy cốc, ngậm ngùi nhớ lại cái khoảng thời gian đó, cái khoảng thời gian cũ kỹ đó, và nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải rời đi rồi, dù nó tốt đẹp đến bao nhiêu thì cũng đã đến lúc chúng ta phải rời đi rồi. Có nghĩa là giống như là mình đọc được cái nguồn năng lượng là cái chất mần là bay lên thôi đấy, tất cả nó chỉ là kỷ niệm thôi, nó chỉ là kỷ niệm thôi, đừng bám víu vào cái kỷ niệm đó nữa, đừng băn khoăn, đừng tự hỏi xem là nó còn có thể sống lại được hay không, bởi vì thời gian ta dành cho nó đã quá nhiều rồi. Và chất mần giống như là hình ảnh chất mần đi liền với lại bảy cốc và sáu kiếm, nó biểu hiện trên có một cái người mà hình ảnh của con chim nó ngập ngừng, nó vỗ cánh ấy, nửa bay lên, nửa muốn bay lên, nửa muốn ngừng ở lại, bởi vì nó tiếc nuối. Năng lượng của hai cốc ở lại thì bay đi thì tiếc nuối cái hai cốc này đó. Năng lượng của cả hai cốc và sáu cốc đều có xu hướng là tiếc nuối cái tình cảm đấy, nhưng ở lại thì cảm thấy rằng có đáng hay không, có đành hay không đấy. Nghĩa là cái thời gian tiếp theo các bạn vẫn có như thế thôi, vẫn có cái năng lượng này. Mình phải rút thêm một cái bộ bài nữa để mình cũng dùng chính bộ bài này, mình hãy xem là cái năng lượng của cái sự tiếc nuối này nó kéo dài trong bao lâu và cuối cùng thì nó là gì. Chứ còn nếu các bạn mà cứ để cho mình rơi vào cái trạng thái đi không được, ở không xong, ở thì thấy mệt rồi bắt đầu đi thì tiếc nuối thế này, nó kéo thấp cái năng lượng của chúng ta xuống, nó lấy rất nhiều thời gian của chúng ta nhá. Rồi ở trạng bài này mình đặt cái câu hỏi, đó là cái bài học dành cho bạn ở đây là gì nhá. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 3. Chúng ta đang ở chủ đề điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của các bạn và thông điệp dành cho tình hình huống này. Trước hết là mình sẽ check năng lượng, mình sẽ xem là ý đầu tiên đó là điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của các bạn. Mình xin phép trong lúc rút bài thì mình sẽ dừng màn hình lại. Điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của các bạn? Năm xu. Ở đây mình thấy hình ảnh của một người đàn ông. Anh ta đang ngồi. Các bạn nhìn thấy hình ảnh này. Anh ta đang ngồi buồn ủ rũ trước một cái cây mà anh ta đã vun trồng, bây giờ nó héo rũ rồi. Và cái cây này mình nghĩ rằng là chắc chắn nó có liên quan đến tám xu. Có nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là khi mà anh ta trồng cái cây này thì cái mục đích là mục đích của nó, cái kết quả của nó là tám xu. Anh ta hy vọng rằng sẽ có một tám xu như thế này. Tám xu trong bộ bài này vẽ hình một ngôi nhà, thì có thể anh ta trồng một cái cây, anh ta nuôi trồng, anh ta vun dưỡng nó để cuối cùng anh ta có thể có được một cái tám xu, một cái ngôi nhà bình yên như vậy.
Trong cái ngôi nhà đó có một khuy đầu hấp, có một người yêu thương anh ta, chờ đợi anh ta, và đó là tất cả ước mơ của anh ta. Đó, nhưng bây giờ năng lượng của The Hyperactive, cái lá bài này vẽ hình của một cái người có ba cái khuôn mặt. Có nghĩa là cuối cùng anh ta không hiểu được rồi cuối cùng nó như thế nào. Nó còn có thể, ước mơ còn có thể trở thành sự thật hay không. Giống như là anh ta hoang mang, anh ta cảm thấy bối rối vì không biết rồi cái tương lai như thế nào. Năng lượng của đời trai đời ớt vẽ hình giống như hai con ngựa nó quay mặt hai hướng khác nhau ấy. Giống như là các bạn cứ tưởng tượng như là đặt một mà thắng hai con ngựa vào vào hai vào một cái xe, con này nó rẽ bên này, con này nó rẽ bên kia, và The World nó bị vướng mắc ở đây không thể nào dứt ra được. Có nghĩa là như thế này, mình thấy hình ảnh của một người đàn ông đang luẩn quẩn trong cái suy nghĩ về một cái việc, đó chính là cái cây mà anh ta trồng đã héo mất rồi đúng không? Và cái cây đấy nó đã héo mất rồi thì toàn bộ kế hoạch của anh ta có một ngôi nhà, có một người yêu thương chờ đợi, là ước mơ của cả anh ta, của cả đời của anh ta, nó đã mất mất rồi. Có nghĩa là anh ta đang lằng nhằng suy nghĩ, cảm giác hoang mang. The Hyperactive, năng lượng của cái lá bài này, năng lượng cự giải song ngư, năng lượng của mặt trăng ấy, ở đây vẽ hình ba người nó rất là biểu cảm, ở chỗ là nó đang rất mang hình ảnh gợi cảm ấy, ở chỗ là nó là kiểu là gợi hình ấy, gợi những cái tưởng tượng là nó giống như là muôn mặt của vấn đề, không không biết được nó là ở đâu, sự thật nó như thế nào, hoang mang bối rối không biết ra sao nhá. Đó, mình thấy có cái năng lượng đó, đó là cái điều đang diễn ra, mà cái năng lượng này năng lượng nam nhá. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một bộ bài khác để mình đặt câu hỏi xem, đó là vậy thì cái điều đang diễn ra như thế, vậy thông điệp cho vấn đề này là gì, thông điệp cho vấn đề này là gì? Thông điệp trong vấn đề này đó chính là chín cốc. Mình thấy chín cốc có năng lượng là các bạn có một cái hứa hẹn, đó là chúng ta sẽ có chín cốc. Thì chín cốc ở đây đại diện cho niềm vui, sự sum họp, đoàn tụ nhá. Đấy, nhưng mà có một người một kiếm với một xu đã nói như thế rồi, nhưng mà tự nhiên lại rút lại hoặc vặn nhỏ lại cái kế hoạch của mình. Có nghĩa là đã cam kết với nhau là chúng ta sẽ có chín cốc, nhưng cái một xu này có nghĩa là giống như là sự đầu tư về mặt vật chất ấy, cái kiểu cái hành động này, sự chăm sóc này, nuôi dưỡng cái mối quan hệ để nó có chín xu này, hoặc trong công việc ấy, có nghĩa là làm sao để mà ví dụ như là kết quả thì muốn hai người kết hợp làm ăn với nhau, muốn có chín cốc này, nhưng mà một người thì không chịu bỏ, không chịu đầu tư đúng không, một người thì không chịu bỏ cái công sức là cái trí tuệ ra. Thì trong tình yêu cũng như thế, không có cái sự vun trồng chăm dưỡng cái mối quan hệ dựa trên vật chất, chính là sự chăm sóc. Các bạn nhớ đừng nghĩ là vật chất là tiền tài của cải, nhưng mà vật chất là những cái gì cầm được, nắm được, thấy được, ví dụ như là cái sự nói chuyện với nhau này, để gọi là vun dưỡng mối quan hệ, nó cũng là vật chất đúng không. Còn tâm trí, trí tuệ có nghĩa là không có lời nói với nhau, các bạn hiểu này, khuyên học pentacle là bất kể những cái gì mà chúng ta có thể nhìn thấy, cầm được, nắm được, ví dụ gọi điện, nhắn tin đúng không, nhìn thấy được đúng không, để mà vun dưỡng cái mối quan hệ này để nó có chín cốc. Trí tuệ nghĩa là tất cả cái tư tưởng ấy, cái tư tưởng để quyết tâm để trở thành chín cốc này nó không có. Và vì thế mối quan hệ có năng lượng của The Moon nó rơi vào hoang mang, nó rơi vào năng lượng của bất an, hoang mang, bối rối, không biết là cuối cùng cái mối quan hệ này nó như thế nào. Lời đã hứa ra nhưng cuối cùng lại không thực hiện cái lời hứa đấy, và cái tình yêu đấy đáng lẽ nó từ chín cốc nó chỉ còn xuống có một cốc thôi. Và có một người nữ ở đây, mình thấy năng lượng của nữ nghĩa là cuối cùng thì họ nghĩ rằng họ đứng trước một cái ranh giới, là cuối cùng thì họ có nên thoát ra khỏi cái một cái giới hạn này không, cái đang giam hãm họ trong cái năng lượng của The Moon không. Và cuối cùng mình nghĩ cả hai người theo kiểu là vì các bạn cư xử với nhau như thế và nó tạo thành cái năng lượng mối quan hệ có The Moon, và khi có The Moon thì cuối cùng cả hai người đều hoang mang về nhau. Các bạn thấy buồn cười không? Lúc yêu thì không chăm sóc, bởi vì không có sự chăm sóc, không có sự rõ ràng. Khi các bạn yêu nhau, các bạn biết không, cái giá trị nhất của tình yêu đó là mỗi một ngày mà chúng ta đi làm về, chúng ta có thể nhắn tin hỏi thăm nhau, hôm nay công việc của em hoặc là anh thế nào đúng không. Tình cảm hơn có thể hỏi những câu như là anh có nhớ em không, hoặc em có nhớ anh không, rồi quan tâm đến nhau, chúng ta ăn uống cái gì. Theo các bạn, cái điều đấy nó có phải là nuôi dưỡng không? Có chứ, chứ đâu có phải lúc nào cũng là phải tặng quà rồi phải thế này phải thế kia. Nhưng mà tình yêu mà ngay cả cái việc hỏi thăm nhau để xem cuộc sống như thế nào, tạo thêm động lực sống với nhau mà cũng không có, thì đó đâu phải là tình yêu. Và bởi vì không phải là tình yêu cho nên là
tự nhiên nó cứ xa lạ, và khi nó xa lạ thì người này không hiểu được suy nghĩ của người kia, người này không biết được người kia đang làm gì, thì chỉ cần có một cái yếu tố thứ ba xen vào thôi. Ví dụ như là các bạn mà dùng Facebook chẳng hạn, có một người nào đó quan tâm thôi đấy, các bạn thấy xuất hiện của năng lượng của một người lạ thôi, và cái người đấy mà có nguy cơ để trở thành một cái đối tượng của người kia, ví dụ như họ cũng độc thân chẳng hạn, hoặc họ có một hoàn cảnh tốt phù hợp với người kia chẳng hạn, thì sẽ xuất hiện sự nghi kỵ thôi, đúng không? Đấy, hoặc là các bạn ở gần nhau như các bạn như thế này, xong thấy có người khác giúp đỡ chăm sóc thì sinh nghi kỵ, và vì thế mà nó cứ cách xa nhau. Đấy, các bạn hiểu vấn đề không? Tất cả nguyên nhân nó đều đến từ hai người mà thôi, nó chẳng do ai hết nhá. Rồi, đấy, vậy thì mình thấy với cái năng lượng này thì trong tương lai nó như thế nào? Với cái năng lượng này vậy thì trong tương lai nó như thế nào? Câu hỏi tiếp theo là với cái năng lượng này thì trong tương lai nó như thế nào? 6 gậy. Mình thấy trong tương lai này sẽ có một cái gì đó. Mình nghĩ là cái khoảng thời gian im lặng này nó là một khoảng thời gian rất là cần thiết để cho cả hai người nhìn thấy vấn đề của mình. 6 gậy ở đây nó đại diện cho một cái năng lượng là một cái gì đấy nó mờ mịt, nó mịt mờ ấy, nó không có câu trả lời rõ ràng. Thì khi nó là màn đêm mà đấy, khi mặt trời lên cái ánh nắng nó xua tan những cái sương mờ thì nhìn thấy rõ những cái vật dụng này, thì mình nghĩ rằng là cái sự chia xa im lặng của những người chọn tụ bài số 3 nếu đang có nó rất là cần thiết. Nó cần thiết để làm gì? Nó cần thiết để người trong cuộc nhận ra cái điều mà họ họ cái điều họ cần, cái điều mà nó thực sự nằm sâu bên trong họ nó là cái gì. Và mình thấy rằng có người nhận ra giờ săn, có người nhận ra rằng chúng ta là một đôi. Năng lượng của giờ săn ở đây vẽ hình của nhà hai đứa trẻ đang ngồi ngắm cái bông hoa mặt trời, thì nó đại diện cho cái việc đó chính là một này, nhận ra cái bản ngã của chúng ta, chính cái tâm hồn của một đứa trẻ đấy, cái những cái bản ngã ấy, những cái nông nổi bồng bột đã làm cho chúng ta xa nhau đấy. Hoặc là có năng lượng có cả những người nhớ tiếc về những khoảng thời gian chúng ta được sống hồn nhiên vô tư như những đứa trẻ, nhưng cuối cùng chúng ta để cho cái năng lượng của tâm trí, của sự tính toán cân đo đã làm cho mối quan hệ này rơi vào sự im lặng. Cái nào sát mình thấy có một người tự nghĩ nhận biết ra rằng chính cái sự băn khoăn của mình, cân nhắc đắn đo của mình đã làm cho mối quan hệ này trở nên như thế, và năng lượng của người nam nhé. Đấy, mình thấy cái tụ bài số 1 và số 2 dành cho năng lượng của người nữ với hai câu chuyện khác nhau, hai tình huống khác nhau, còn tụ bài số 3 dành cho năng lượng của một người nam. Rồi bây giờ mình sẽ xin cũng cái bộ bài này, mình hãy xem, tại vì phía sau chất tịt nghĩa là anh ta nhận ra điều đó, vậy thì khi anh ta nhận ra điều này rồi thì nó như thế nào nhé? Khi anh ta nhận ra bài học này rồi thì nó như thế nào? Mình thấy cái mối quan hệ này, cái mục đích của nó, tình yêu nó chỉ là phương tiện thôi, tất cả những gì diễn ra nó chỉ là phương tiện để chúng ta nhận ra được cái vấn đề của chúng ta là gì, và chúng ta có sự thức tỉnh phát triển về mặt nhận thức và tâm linh ở đây nhá. Đấy, năng lượng của năm cốc nghĩa là sau một khoảng thời gian giống như tự nhìn vào cái nỗi đau của chính mình, tự nhìn vào cái sự thất bại của mình, Temperance nhận ra vấn đề. Temperance đây vẽ hình của cái người mà đang cầm một chiếc cốc, một nóng một lạnh đổ vào nhau, nó đại diện cho cái năng lượng của sự cân nhắc cân đo đong đếm ấy, và nó làm cho cái mối quan hệ đứng được một cái ranh giới ấy, là không giải quyết được vấn đề, bởi cân mãi đo mãi thì không giải quyết được vấn đề, thì cuối cùng đến cái giới hạn gọi là đạt đích thì sao, thì nó chuyển giai đoạn thôi. Năng lượng của Death là sự chuyển giai đoạn thôi, sự lột xác, chuyển giai đoạn, và biến cái cô gái này, biến cái cô gái trong cuộc này trở thành strength, nghĩa là cô trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh đấy, tràn ngập cái mạnh mẽ này, bản lĩnh này, biết yêu thương bản thân mình đó. Cô ấy phát triển thành một phiên bản khác. Đời trai Leo thì mình thấy có cái năng lượng này, người ta ớt là cái người nam này, trên cái chặng đường, trên cái hành trình mà anh ta đi về, anh ta phải vượt qua cái một cái hành trình nào đó. Và giờ đấy thì có nghĩa là có một cái năng lượng, có nghĩa là các bạn hiểu không ạ, cái vấn đề ở đây là cuối cùng cái tất cả cái yếu tố này, cái người đàn ông này họ đang trên cái con đường họ trở về, họ đánh cái chuyến xe, họ vượt qua một cái chặng đường xa để họ trở về, nhưng giờ đấy thì là nó cứ mang cái năng lượng của cái sự không rõ ràng, nó giống như mặt trăng, nó mờ nó ảo ấy. Thì mục đích là để làm gì? Mục đích chỉ là để cho cái năng lượng của strength này, cô gái này trở thành strength thôi. Và giờ hai bracket là năng lượng của gì đây ạ? À, năng lượng của
sự thức tỉnh và phát triển tâm linh. Có nghĩa là đôi khi một cái mối quan hệ mà cái người con trai họ cứ mập mờ, họ không rõ ràng, họ thì nó khiến cho cô gái này phải phát triển cái năng lượng trực giác để biết được, giống như là tự tìm đường đi cho chính mình ấy. Và trên cái con đường tự tìm đi cho chính mình thì cô trở thành strength, đơn giản thế thôi. Ở đây mình thấy là một cái mối quan hệ mà nó dùng để mà phát triển cái năng lực tâm linh, cái trực giác của cái bạn nữ này nhá. Vậy thì mình đến đây thì mình tò mò, mình muốn đặt một câu hỏi, đó chính là sau khi mà đã nhận ra, sau khi mà cái bạn nữ này này, cái năng lượng người nữ trở thành R2 Priority, thì mình thấy là bạn ý sẽ phát triển tâm linh theo cái kiểu giống như là bạn ấy sống độc thân, và giống như là bạn ấy chọn con đường phát triển tâm linh sống độc thân suốt đời, hay là bạn ấy sẽ gặp một cái mối quan hệ hôn nhân tình yêu tốt đẹp nhá. Đó, mình muốn câu hỏi của chúng ta đó là sau khi người nữ trở thành R2 Priority, có nghĩa là bạn ấy trở thành giờ hấp đấy, thì là cái năng lượng cuối cùng đấy, cái năng lượng mà các bạn đạt được đến cái gọi là tốt nghiệp ấy, và trở thành cái phiên bản giống như là hợp đồng linh hồn đã đề ra, thì mình mới đặt một câu hỏi là vậy thì sau đó thì các bạn ấy độc thân, sống độc thân vui vẻ, thực gọi là vui vẻ với cuộc sống của mình suốt đời, hay các bạn ấy sẽ gặp một cái mối quan hệ tình yêu hôn nhân hạnh phúc. Thì mình thấy như thế này, mười mười gậy sau khi cái năng lượng của mười gậy, một là cái người nam kia bỏ đi, rời khỏi cuộc sống của anh ta, hoặc là bạn rời khỏi cái cuộc sống của một người mà họ đóng một cái vai là họ luôn ngập ngừng, họ luôn cân nhắc, họ luôn so sánh ấy, thì Knight of Kỵ sĩ gậy có một người gõ cửa, gõ cánh cửa vào cuộc sống của bạn nhé. Năng lượng của sáu gậy, cái người này họ khác hoàn toàn với người kia, có nghĩa là ở đây xin lỗi để mình xem, nghĩa là họ có một người gõ cánh cửa của bạn sáu gậy cái thời điểm đầu tiên, có nghĩa là họ sẽ mang cái năng lượng tràn đầy của niềm vui và thành công, nghĩa niềm vui và hạnh phúc vào cuộc sống của bạn. Nhưng sau đó thì mình thấy được một thời gian thì họ bắt đầu sử dụng cái tâm trí, họ bắt đầu từ chối cảm xúc của bạn, và họ biến bạn trở thành Queen of Pentacle. Mình chỉ muốn tóm lại một điều thôi, tất cả những lá bài này mình chỉ thấy là bạn có một mối quan hệ mà bạn phải đi với cái người này suốt cả cuộc đời. Và cái mối quan hệ này các bạn thấy không, họ các bạn đặt nhau trước một vấn đề, các bạn thấy nhá, nghĩa là như thế này này, chúng ta đặt một câu hỏi là sau khi bạn trở thành tờ hai Priority thì bạn có gặp bạn sống độc thân vui vẻ suốt đời, hay là bạn gặp một mối quan hệ tình yêu hôn nhân hạnh phúc, đúng không? Thì câu trả lời là vẫn có một người xuất hiện trong cuộc sống của bạn, mà người này nó giống một cái hành trình cũ của các bạn, đó chính là anh ta gõ cửa bước vào cuộc sống của bạn, thời gian đầu rất là hạnh phúc, sau đó là anh ta khởi dậy cái gì, cái năng lượng của tâm, của lý trí, tâm trí. Mình có cảm giác như sau khi cái người nữ này trở thành giờ hai Priority thì cuối cùng đến lượt cái người nam này phải thức tỉnh đó, đến lượt cái người nam này, mà cái người này là cái người mà suốt ngày theo kiểu là kiểm soát, thao túng cảm xúc, có nghĩa là anh ta có một nỗi sợ nào đó, một cái sự đắn đo nào đấy mà anh ta cứ dùng nó để anh ta chặn lại, và anh ta cứ được vài hôm, cứ được khoảng thời gian theo kiểu nó như là khoảng thời gian đầu anh ta rất là mặn mà, mặn nồng với bạn, yêu thương rất là nồng nàn, say đắm với bạn được một khoảng thời gian, thì anh ta như thế này đây, hay mình anh ta lại từ chối, anh ta lại lẩn trốn mất, và cuối cùng bạn lại tập trung vào hành trình của bạn. Rồi The World ở đây nó muốn nói một điều, đó là mình chỉ muốn nói với các bạn này, trong trải bài của mình ý, khi nào các bạn đang còn vướng mắc nợ nần dây dưa với ai đó thì cái kết của bạn, cái đích cuối cùng của bạn không thể nhìn thấy được. Mà bây giờ bạn đang có một món nợ, cái người này họ trả cho bạn xong rồi, nếu như hai người có một hẹn ước nhá, thì hai người phát triển nhau, thì bạn phát triển xong thì đến lượt cái ông này ông phát triển, đến khi nào ông ấy phát triển được giống như hẹn ước linh hồn thì hai người mới giải quyết xong, và lúc đấy bạn mới có thể nhìn thấy được tương lai của bạn. Còn bây giờ bạn đang mắc nợ với cái ông này, các bạn hiểu không ạ? Thì ở đây là tụ bài số 3. Mình nói thật với các bạn là với kết quả này thì riêng với trả bài chung, các bạn đừng áp dụng nó vào cuộc sống của mình. Một là các bạn cảm thấy tin tưởng, các bạn tin tưởng hay như thế nào, các bạn chỉ nhớ trả bài chung nó chỉ mang năng lượng hướng dẫn thôi, một kênh để các bạn nghe tham khảo thôi. Còn bạn cảm thấy bạn cần quyết định như thế nào thì bạn nên chọn trả bài riêng. Còn trong trả bài chung thì mình chỉ thấy rằng đây là một kết nối mà các bạn hẹn ước với nhau. Người nam thì kích cầu, dùng từ kích cầu, người nam thì giúp người nữ phát triển thành giờ hai Priority, còn người nữ thì giúp người nam phát triển trở nên mạnh mẽ, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, một người đàn ông mang năng lượng của Emperor ấy đấy. Và
bây giờ cái trách nhiệm của người nữ là phải giúp cái người đàn ông này trở nên như thế, và khi nào bạn chưa xong nợ với cái người này thì bạn sẽ không nhìn thấy tương lai của bạn là bạn độc thân hay là bạn 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 hạnh phúc đâu nhá. Bạn đang còn mắc nợ nên giải quyết nợ cho nó xong đi. Đó, tụ bài số 3 nó là như thế, và mình đọc đúng những cái gì mà mình thấy trong trải bài. Còn nếu như bạn muốn rõ ràng hơn, cụ thể hơn thì hãy trả bài riêng, chứ đừng có hỏi mình ở dưới là cuối cùng như thế nào, mình không trả lời được nhá. Rồi, cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ, đã luôn chia sẻ và đồng hành cùng với mình. Các bạn giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký kênh, tặng mình một nốt like, một comment các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.